Dự thảo chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 14 của Đảng, thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới sáng tạo và phát triển. Phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật kỷ cương. Dự thảo sẽ quy định cụ thể công tác nhân sự, trong đó coi trọng chất lượng, cơ cấu hợp lý, quy định về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội, bầu cử và các nội dung quan trọng khác. Phát biểu góp ý tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải cho rằng dự thảo chỉ thị đã được Ban Chấp hành Trung ương chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng, chu đáo, đặc biệt tiếp thu nhiều ý kiến của cơ sở. Bên cạnh đó, đồng chí cũng nêu ý kiến đóng góp. Tại điểm 3.4 cũng của khoản 3 thì có nêu là cơ bản thực hiện Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Nhân dân các cấp, thực hiện Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã đối với những nơi có điều kiện. Thì chúng tôi, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chúng tôi thì cũng rất là nhất trí điều này và thấy rằng là cái hiệu quả của cái việc gọi là đảm nhiệm đồng thời các cái chức danh này thì cũng rất là tốt và góp phần phát triển tích cực cho kinh tế xã hội. Nhưng mà tuy nhiên thì chúng tôi cũng đề nghị Ban Tổ chức Trung ương xem xét ban hành hướng dẫn một cách cụ thể việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy đồng thời với việc chuẩn bị nhân sự Hội đồng Nhân dân như thế nào và chuẩn bị nhân sự của Ủy ban Nhân dân các cấp như thế nào cho nó phù hợp, đảm bảo tiến độ, đảm bảo quy trình thủ tục. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên cũng như nhiều đại biểu đề nghị Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn rõ hơn việc dừng bổ sung cấp ủy viên và ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 trước 6 tháng, cách thức lấy phiếu giới thiệu nhân sự bí thư cấp ủy tại đại hội, thời điểm thôi chức vụ quản lý ở địa phương. Đề nghị Trung ương nghiên cứu quy định về cơ cấu tuổi trẻ tham gia cấp ủy từ 10% trở lên cho toàn khóa thay vì quy định ngay từ đầu nhiệm kỳ. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các địa phương. Đây là những căn cứ quan trọng để Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp, tham mưu hoàn thiện dự thảo quy định.